Hello, xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Sáng nay là muốn livestream về chạy máy để chia sẻ với mọi người là cái cách để mà làm trẻ ra từ 3 đến 5 tuổi tại nhà. Vậy nên là em ý cố tình livestream trễ một chút các chị ha. Ok, mình xem là có hôm nay là dành riêng cho các chị đấy. Về làm đẹp là sẽ dành riêng cho các chị. Ok, các chị yêu đợi em tí xíu nhá, để em tí mấy giây để em phát ở bên đây. Xin chào những anh chị đầu tiên đang xem nhé. Chị nào mà đang xem đầu tiên thì các chị comment chào em Lý một câu các chị ha. Các chị em mình tương tác với nhau đúng không ạ? Mình chào nhau buổi sáng một chút các chị nhé. Xin chúc các chị một ngày mới thật là tuyệt vời, đầy năng lượng luôn. Ok, rồi em Lý phát xem chung bên đây rồi. Cả hai nơi luôn cho nó máu. Rồi, bây giờ các chị là em đi sẽ sáng nay các chị là em đi sẽ gọi là chạy máy các chị ha, chạy cái máy nâng cơ. Thì em nói chung là cái máy này các chị, khi mà mình làm tại nhà đúng không, và mình làm đều đặn mỗi ngày. Cái máy nâng cơ thì một tuần các chị cứ chạy 2 lần đúng không ạ? Cái máy rửa mặt này các chị một ngày các chị làm 2 lần, một ngày 2 lần, còn máy nâng cơ thì một tuần 2 lần các chị nhé. Nó sẽ giúp cho cái da của mình trẻ ra được từ 3 đến 5 tuổi. Cái này là đã được chứng minh rồi, hàng ngàn phụ nữ trên thế giới đều đã làm cái bằng những cái gọi là cái spa tại nhà như thế này rồi và đã rất là hiệu quả các chị ha. Đây này. Đó, đây là một bộ đôi các chị nhé. Cái này không phải là máy rửa mặt hay là máy massage thông thường mà máy làm trẻ hóa da tại nhà các chị ha. Đánh thẳng vào cái mà ai cũng mong muốn hết đúng không? Phụ nữ mong muốn nhất đó là làm trẻ hóa. Thì khi mà mình tập trung mình chăm sóc về trẻ hóa thì mình sẽ làm rất là nhiều cái đúng không các chị ha. Thì tự nhiên da của mình nó cũng sẽ đẹp hơn các chị ha, lỗ chân lông nhỏ hơn này, da nó không còn mụn nữa. Và cái đó là chính là cái trải nghiệm của em Lý các chị nhé. Ngày trước cái da của em Lý thì nó cũng hơi bị lỗ chân lông ở đây và cái gì nhỉ, mụn ẩn đó các chị, cực kỳ nhiều luôn. Và em Lý tìm hiểu rất là kỹ là làm sao đó để cho da của mình đẹp hơn này, do cho cái da của mình nó không có bị lão hóa, và mình tập trung chăm sóc da lão hóa thì tự nhiên bây giờ da mụn mụn ẩn là giảm đi phải 80-90% rồi, lỗ chân lông ở đây rất là nhỏ, bây giờ da em thấy rất là đẹp luôn. Ok nhá, thôi bây giờ em đi sẽ tiến hành là chăm sóc da luôn các chị nha. Anh chị nào mà đang xem thì chào em Lý một câu nha. Hello chị Hương. Chị Hương ơi, hôm nay chị có đi làm không? Rồi, bây giờ là thực ra cái máy rửa mặt các chị mọi mọi lần là em ý sáng ngủ dậy là sẽ làm luôn, nhưng hôm nay kiểu muốn để dành để mà mình chạy chung với cái máy nâng cơ đấy, nên bây giờ em ý mới chạy cái máy rửa mặt này ha. Đây, nó sẽ chạy chung với lại cái sữa rửa mặt này. Cái đây là cái lọ mới em ý hôm nay mới khui, cái lọ cũ thì mới hết mất rồi. Nếu như mà có nhiều chị hỏi em nhé, bỏ vào rác cho vợ. Đó là cái đối với cái máy rửa mặt thì dùng loại sữa rửa mặt nào cũng được hay sao, thì có nghĩa là chính xác các chị ha, dùng sữa rửa mặt nào cũng được. Các chị lưu ý cho em đó là cái loại sữa rửa mặt đạt chuẩn, nó không có những cái hàm lượng chất hóa học quá nhiều đúng không ạ? Nó là phải chiết xuất từ thiên nhiên thì các chị đã có thể sử dụng được rồi. Nhưng tại sao em Lý lại khuyên là các chị nên dùng cái loại sữa rửa mặt này đúng không? Đi kèm với cái máy này đúng không? Đây là sữa rửa mặt để mà dùng chung với cái máy này do bên công ty họ sản xuất ra các chị nhé. Thì có nghĩa là bởi vì trong cái sữa rửa mặt này có thành phần làm trẻ hóa da, đúng chưa? Đó thì em Lý chỉ mong trẻ hóa thôi. Nên là em Lý dùng cái sữa rửa mặt này để cho nó vừa làm sạch và vừa làm trẻ hóa cái da của mình các chị nhé. Mình chạy như thế này thôi là được thôi, thế các chị ha, rất là dễ rồi. Đó. Cái máy này các chị thì nó chỉ chạy có là 2 phút thôi các chị ha, 2 phút thì nó sẽ là nó sẽ tự tự dừng lại. Nó mỗi ngày mỗi lần 2 phút như thế là mình đã có thể có được một cái làn da đẹp rồi các chị ha.
Đó, em đi chạy lên đây này, cái chỗ mắt này các chị, em đi chạy rất là kỹ luôn. Vì mình cái vùng mắt các chị là cái vùng da mà nó dễ bị nếp nhăn nhất đúng không ạ, trong tất cả các loại da. Đó. Chuẩn bị sẵn một cái mông mút này. Nó nước nó có chảy vào mắt hay vào miệng mà mình chấm luôn, mình không có phải ấy nước. Này da của em đi khá là sạch nên là nó không có nhiều bọt lắm. Da của ai mà dơ thì nó sẽ rất là nhiều bọt, cái loại sữa rửa mặt này nó là như thế. Đó. Cái vùng mắt này các chị trời ơi, lý đặc biệt là sáng tối là đều phải bôi kem chống nhăn cho mắt này. Và khi mà chạy máy rửa mặt hay máy nâng cơ là mình cũng khá là ưu tiên cho cái vùng mắt luôn. Làm cái gì cũng rất là ưu tiên cho vùng mắt. Bởi vì các chị phải biết là cái vùng mắt là cái vùng da mà mình sẽ hoạt động nhiều ạ. Mình khi mà mình cười á, nó sẽ ở đây nó sẽ có những cái nếp gấp nhiều này, đó, nó sẽ bị nếp nhăn nhiều hơn, dễ bị rất là hình thành nếp nhăn, và nó là cái làn da mỏng nhất trong cơ thể của mình nữa, trên toàn cơ thể của mình. Vậy nên là mình cần chăm sóc nó đặc biệt hơn các chị ha. Chạy như này thôi là được. Bởi vì để mà được chạy được cái máy nâng cơ thì làn da phải sạch. Ôi, buổi sáng ngồi dậy mà da cũng hơi đục đục này các chị. Nó không biết là mọi người có thấy rõ không? Nhưng nhìn ở ngoài có thể là trên trên điện thoại các chị sẽ không thấy rõ giống như em Lý đâu ha. Nhưng nó nghĩa là nó cũng đục đục. Đó, các chị thấy không? Đó là lý do vì sao mà mình cần phải chăm sóc da đó. Tại sao sáng ngủ dậy là mình phải rửa mặt là như thế. Thực ra tối mình ngủ các chị bụi bẩn nè, gọi là vi khuẩn trong phòng, rồi cái gối của mình á, cái vỏ gối của mình nó cũng rất là dơ. Đó. Các chị cần là phải mình làm sạch đi ha, đặc biệt là buổi sáng bôi kem chống nắng vào nữa thì làm sạch đi, mình bôi nó sẽ tốt hơn. Hello, xin chào chị Bảo Ngọc nhá. Hello, xin chào chị Hoa này, xin chào chị Vi Em, chào chị Ngọc Nữ Trần. Các chị có nghe em đi nay rõ không ạ? Trời, thích lắm các chị, thề luôn, bây giờ da của em đi nó mịn. Mình phải thực cái thời điểm này em thấy rất là thích cái làn da của mình với cái kết quả mà mình chăm sóc một cái thời gian dài vừa qua đấy các chị, bây giờ nó đã có cái kết quả rồi, mình làm một cách đầy đủ là da của mình nó rất là đẹp đó. Và đây là gọi là những cái em Lý đang làm thì các chị yên tâm, nó là không phải là chăm sóc da bình thường mà nó là trực tiếp là đánh vào chống lão hóa luôn các chị ha. Đó, không có gì bằng cái làn da của mình, phụ nữ mình nó bị già hóa đi và em Lý cảm nhận rất là rõ các chị ạ. Khi mà mình 18 20 tuổi da nó khác, đúng không? Bắt đầu đến năm 23 tuổi là nó đã bắt đầu nó bị chững lại cái độ tươi mới của cái làn da rồi các chị ha. Da của mình nó nhuần nhất, nó đẹp nhất là từ 18 đến 20 thôi các chị, em cảm nhận nó như thế luôn. Đến khoảng 23 tuổi các chị là nó sẽ bị chững lại về cái độ, nó gọi là cái da của mình nó sẽ, nghĩa là nó vẫn còn tươi mới từ từ một chút, nhưng nó sẽ không có gọi là nó bắt đầu có một vài cái dấu hiệu. Thời tuổi dậy thì em thì không hề có mụn luôn, nhưng bắt đầu đến 23 tuổi trở đi là bắt đầu có, và đến 25 tuổi là mình thấy nó khác liền luôn, nó khô này. Bắt đầu ngày xưa mình cũng không chăm sóc và bây giờ mình cũng không chăm sóc là bắt đầu nó sẽ bị khô này các chị, và khi mình cười nó có thể là có một vài cái đường nhăn. Trời ơi, nhìn cái đường nhăn này là sợ rồi. Và mình không được chủ quan, mình thật sự nghĩ là mình đừng bao giờ cậy là mình còn trẻ đúng không ạ, mình còn trẻ nó sẽ không bị lão hóa, đó là một cái suy nghĩ quá là sai lầm. Ok ha, bây giờ em sẽ chạy cái máy nâng cơ đây, là mong sao là các chị hãy chăm sóc da các chị nhé, không nhất thiết là cứ phải những cái bước giống em Lý đâu. Ai mà đầu tư được ví dụ những cái máy giống em Lý thì càng tốt đúng không ạ, còn ví dụ như chưa thì các chị hãy làm những cái bước cơ bản nhất tại nhà, ví dụ như là hàng tuần hãy tẩy tế bào chết này, hàng ngày hãy tẩy trang, dùng sữa rửa tẩy trang này, dùng sữa rửa mặt phù hợp với làn da. Rồi là kem chống nắng đầy đủ các chị ha, còn bôi thêm kem chống nhăn cho mắt nữa. Đó là những cái mà mình có thể là mình làm tại nhà. Có ví dụ bắt đầu mình có tiền hơn thì các chị có thể là đầu tư thêm những cái máy này thì càng tốt. Đây có hai cái là máy rửa mặt và máy nâng cơ, thì các chị hãy ưu tiên là máy rửa mặt trước để làm sạch da hàng ngày, cái đó quan trọng các chị nha. Máy nâng cơ thì cao cấp hơn một chút. Đó, bây giờ em đi sẽ chạy cái máy nâng cơ này dễ lắm, làm sạch. Đây vẫn tiếp tục là bước làm sạch các chị nha, vừa nãy là đã làm sạch rồi nhưng cái làm sạch nó quan trọng vô ngần luôn á, là bây giờ đến cái máy nâng cơ này là tiếp tục cái bước đầu tiên, nó có hai bước thôi nhưng bước đầu tiên nó vẫn tiếp tục là làm sạch. Nhưng cái máy nâng cơ này là làm sạch sâu các chị ha, làm sạch mình sạch đến tận đáy, cái tầng đáy của da mình luôn, tầng hạ bì luôn các chị. Chỉ có cái máy này hoặc là những cái máy thật là lớn ngoài những cái spa lớn nó mới có thể tác động được đến cái tầng hạ bì của làn da của chị em mình.
Tầng hạ bì nó sẽ chứa gốc nám này các chị ha, những cái nám của các chị mà hàng ngày nó bị tác động từ tia UV rồi từ nội tiết tố của mình, nó đã bị giải phóng ra khỏi cái gốc rồi, và bây giờ nó chỉ đang âm ỉ ở phía dưới, nó từng bước nó lên trên cái mặt da của mình thôi. Thì bây giờ khi mà mình chạy cái máy này này, cái bước mà em ấy đang chạy nó sẽ gom hết những cái nám đó, những cái gốc nám đó nó đưa ra bên ngoài luôn các chị ha, đó những cái melanin đó. Để mình đồng thời các chị mình sẽ đi theo cái đường đường cơ mặt để nó nâng cái cơ mặt của mình lên nhé. Rồi là tất cả những cái bụi bẩn của da, nào là sụt da bị nhiễm chì đúng không ạ, rồi da dơ, nói chung là những cái mặt bẩn nhất nó bám chắc ở trong da của mình thì cái máy này nó sẽ giúp chị em mình lấy ra được đó. Da mình nó thật sự sạch, cái này da nó cũng giống như cơ thể vậy đó các chị, da nó thật sự sạch thì da sẽ đẹp đó. Cơ thể thật sự sạch thì nó sẽ khỏe, nhưng khi mà mình cung cấp thêm cho da nó đủ chất nữa thì nó sẽ còn tốt hơn nữa các chị ha. Hello chị Nguyễn Hoa nhá, chị Nguyễn Hoa vẫn đang chăm chú theo dõi em Lý chia sẻ đúng không? Chị Hoa đã có cái máy rửa mặt hay là máy nâng cơ chưa? Nếu mà chị nào có rồi thì hãy dùng đều đặn nha. Trời ơi, em Lý được biết nhiều chị có mà vứt một xó lắm. Trời ơi, có nhiều người thì mong có không được. Các chị có rồi, các chị không biết trân trọng. Có nhiều chị là được tặng, đúng không? Nhiều chị là mua vì để bạn. Hay là không biết được cái giá trị của nó. Rồi, mình sẽ chạy 2 lần các chị nha. Cái gel trắng này các chị, gel trắng 2 lần, gel xanh 2 lần. Gel trắng là bấm số 1 thì em. Bây giờ các chị mua là sẽ được mua máy mới đó các chị ạ, máy công nghệ mới hơn đó. Năm nay họ mới ra, nghĩa là nó cũng giống như này nhưng họ nâng cấp thêm một chút. Còn cái máy của em Lý là em mua 2 năm trước rồi thì thật sự là dùng vẫn còn rất là tốt, nó thì cũng chưa có ý định là mua mới vì nên là vẫn đang xài cái loại này vẫn là ok. Anh chị yên tâm ha, máy này nó bền lắm. Khi mà mình đó các mình chạy mình muốn nâng cơ, các chị hãy đi theo cái đường cơ mặt đi lên nhé, để lên mạnh tay này xuống thật là nhẹ nhàng đó, cái đường râu rồng này là vừa làm sạch và vừa nâng cơ luôn đó. Cái đường khóe miệng là chị em mình cười là nó cũng dễ bị hình thành lắm này, trong cái mặt nó về sau á mình cười nhiều mà mình không có chăm sóc các chị, nói chung là cái cơ mặt nó đổ xuống nó có 2 cái râu đây ha, gọi là râu rồng á. Nhiều chị em quá cứ ngồi xem Lý làm đẹp không. Chị nào đang xem mình chào nhau một câu đi nào, được chưa? Em thấy chị Hoa này đang xem này, ô nhiều chị đang xem lắm, chị Hoa rồi chị Thùy, chị Mai này, trời ơi quá trời chị đang xem, chị Ngọc, chị Bảo, chị Tình này đó. Các chị nào đang xem các chị chào Lý một câu nha. Chào để mình tương tác với nhau một chút các chị ha. Đó. Vùng mắt này em Lý quan tâm đặc biệt lắm để cho nó không có bị nhăn ha, nhẹ nhàng vùng da mắt này vậy, nó mình cần nhẹ nhàng một chút bởi vì da này nó mỏng lắm. Đối với cái máy nâng cơ này nhá, nếu mà anh chị nào mà mình muốn chạy với các chị mình khỏe, các chị phải xác định là thứ nhất là mình có cái sự đầu tư đúng không? Cái thứ hai là mình cần kiên trì đúng không? Cái này nó không phải nhanh giống như là các chị đi spa, những cái liệu trình nâng cơ ngoài spa đâu đúng không ạ, đi một những cái liệu trình nâng cơ ngoài thẩm mỹ viện hay sao đó, các chị đi làm khoảng vài ngày thôi, độ 2 hay 1 ngày thậm chí là vài tiếng thôi, vài tiếng thôi là cái da mặt của mình nó đã nâng cơ lên rồi đúng không, nhưng bù lại thì nó lại nhanh xệ xuống đúng không chị ha, lên rồi lại xuống nhanh, lên nhanh thì xuống nhanh đó. Còn cái này á chị thì cứ em thì em cứ chạy đều đặn 2 năm nay rồi các chị, xác định là dùng cái này là dùng cả đời các chị em, dùng là dùng cả đời bởi vì da mình của mình á chị lão hóa cả đời luôn, lão hóa từng giây từng phút, cho dù các chị đi nâng lên rồi nó vẫn sẽ tiếp tục bị lão hóa bởi vì đó là cái cơ chế tự nhiên các chị ạ. Mình làm cái này là mình đang làm giảm đi một cái phần lão hóa của nó các chị ha, nên là mình sẽ làm cả đời đó. Rồi các chị cứ đều đặn, nhưng khi cái này nó sẽ không còn lên nhanh giống như là thẩm mỹ viện nhưng nó sẽ cực kỳ là bền đó, em đi đảm bảo với các chị ha. Ai mà muốn tìm một cái phương pháp trẻ hóa da mà bền này, an toàn và vẫn hiệu quả nhé, chứ không phải mỗi bền và an toàn không đâu, phải có hiệu quả nữa đúng không chị ha, thì các chị chọn những cái máy này là hợp lý ha. Còn ai mà muốn cho nó nhanh thôi, vậy em làm sao cho da chị nó nhanh đi, từ giờ đến 1 tháng sau nó lên ngay,
Đó thì nó cũng sẽ góp một phần để các chị dùng liên tục trong một tháng da cũng đã khác rồi, nhưng nó sẽ không phải là lên quá nhiều giống như là thẩm mỹ viện đâu các chị ha. Chùi đi nhá các chị nhá, cái gel xanh cái gel trắng này xong rồi mình sẽ chùi đi. Gel trắng vừa nãy giờ nó sẽ là làm sạch cái da của mình ha, sạch sâu một lần nữa quan trọng lắm. Tôi đến nơi rồi em mình ơi, vẫn anh mình ơi. Em chào chị Thương Lê. Vâng ạ, em chào chị yêu nhé. Đó, chị Thương Lê đã có những cái máy làm đẹp giống em Lý chưa? Các chị hãy, nhiều khi em Lý chăm sóc da chị rất là muốn bật lại, cứ thích là bật livestream lên để mà cứ cứ nói với các chị, chia sẻ với các chị. Quan trọng là muốn cho các chị hiểu được một điều, đó là chăm sóc da các chị là cái việc mà mình làm độ đặc, và đặc biệt là chống lão hóa nữa, là cái việc mà không phải là không bao giờ là sớm và cũng không bao giờ là muộn các chị ha. 18 tuổi làm không hề sớm đâu, 20 tuổi làm không hề sớm, và thậm chí là các chị 3 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi mình làm vẫn không muộn các chị nhá. Đó, cái quan trọng là thời điểm tốt nhất là mình hãy bắt đầu ngay từ bây giờ luôn các chị ha. Đó. Cái này còn không ta? Còn vẫn còn một ít. Trời ơi, chị Nguyễn Hoa chắc nãy giờ xem say sưa quá đúng không? Để bây giờ mới thả tim với em Lý đây này. À, bây giờ gel xanh các chị ha. Cái gel trắng vừa nãy là nó đã làm sạch rồi. Khi nào đã máy rửa mặt này, rồi gel trắng này đã làm sạch rất là sâu, là da của mình sạch, tầng biểu bì cũng đã sạch rồi, tầng hạ bì trung bì sạch hết trơn rồi. Thì bây giờ đến cái gel xanh này sẽ có cái tác dụng, đó là cái tác dụng của cái này nó sẽ là làm trẻ hóa lại cái tế bào các chị ha. Nghĩa là vừa nãy các chị khi mà mình chạy cái gel trắng á, một cái phần những cái mà độc tố ở da nó đã được lấy ra rồi, thì cái phần đó nó bây giờ nó đang bị rỗng, và nó có nghĩa là nó đang bị rỗng, thì mình sẽ ngay lập tức mình đưa cái gel xanh này vào luôn thì nó thẩm thấu liền, gel xanh sẽ làm trẻ hóa cái tế bào da của mình các chị ha. Đó. Thì các chị nghĩ đi, ví dụ như cái khi mà làm những cái này các chị đúng không, những cái em ấy đang làm nó tương tự giống như là đi spa luôn các chị ha, nhưng nó chỉ đơn giản đó là da của mình thì nó cứ lão hóa theo từng giây từng phút, gọi lão hóa theo từng giây từng phút luôn. Vậy nên là cứ độ cứ đối với cái máy rửa mặt này chẳng hạn, cứ 12 tiếng mình sẽ chạy một lần là mình đã giảm đi được cái độ lão hóa của nó rồi. Rồi đối với cái máy nâng cơ này đúng không ạ, cứ khoảng 2-3 ngày mình chạy một lần là da của mình cứ 2-3 ngày nó sẽ có một cái độ trùng nhão nhất định, chẳng qua mình không thấy thôi các chị nhá, nhưng nó vẫn đang xảy ra, chẳng qua là mình không thấy được cái độ trùng nhão của nó bởi vì nó quá ít đúng không ạ. Để mà nó nhiều phải mấy chục năm mình mới thấy, khi mà mình thấy thì mình nếp nhăn đã quá nhiều rồi, da đã trùng xuống tận đâu tận đầu rồi đúng không ạ. Thì để mà nhìn thấy là một điều rất là nguy hiểm. Vậy nên là mình hiểu được cái cơ chế của nó chị ha, da của mình nó sẽ cứ vài ngày hay là cứ vài tiếng nó sẽ có một cái độ trùng nhão xuống nhất định, nó chảy xệ nhất định, lão hóa nhất định, nhưng mình không thấy thôi. Và mình hiểu được cái cơ chế của nó thì mình cứ làm mỗi ngày như thế ha, nó cứ chảy xuống mình lại kéo lên, mình chảy xuống mình lại kéo lên. Tất nhiên thì không bao giờ mà mình làm ngược lại được với cái quy luật tự nhiên là mình sẽ bị già đi đúng không các chị ha, mình sẽ lão hóa đi, nhưng khi mà các chị có tác động vào đó, mình làm kỹ thì nó sẽ ít hơn đúng không ạ. Nó ví dụ như là thay vì mình cả 10 nếp nhăn chẳng hạn, 10 cái đường nhăn rất là sâu, thì các chị làm đều đặn thì nó chỉ giảm đi, nó chỉ còn 5 còn 6 hay còn hay cũng có ý là nó chỉ còn 3 còn 4 thôi chẳng hạn các chị ha, nó giảm đi được 5 6 đường ví dụ như thế, chứ mình không bao giờ mà mình đi ngược lại được đó. Nên thật sự nha, em ý khuyên thật là các chị đừng bao giờ nghe quảng cáo, cái này là chị em mình tâm tình với nhau, những cái thẩm mỹ viện mà kêu làm gọi nâng cơ một lần và bảo hành 10 năm, bảo hành 5 năm đảm bảo không có. Và trực tiếp nhiều khách của em lý đi rồi đâu được đâu ấy chị, có người may mắn lắm thì được nửa năm, còn không thì nó nhanh chảy xuống, nó mà đến lúc nó chảy xuống nó còn kinh hơn cái lúc chưa làm, nó chảy hẳn xuống luôn á, rất là thương mà tốn tiền nữa. Nên các chị cứ nghe em thì chia sẻ nhiều, hiểu được cái cơ chế của nó, tìm hiểu thêm nữa. Bọn đã quan tâm đến lão hóa thì chắc chắn các chị cũng đầu tư thôi đúng không ạ, nhưng cần là cần đầu tư đúng đó.
Con chào cô Lan ạ. Xin chào chị Hoàng Huyền nhé. Đây cô Lan có cái máy rửa mặt với lại có cái máy gì của cô Lan đây đúng không? Đó, cô Lan cô làm đều đặn vào cô Lan nhé. Này cái chỗ mắt nè. Các chị da của mình khuyết điểm ở đâu thì mình làm ở đó các chị ha. Vì các chị râu rồng nhiều đúng không ạ? Cái đường khóe miệng cười nhiều này các chị chạy cái chỗ này thường xuyên hơn. Nó sẽ nông dần đó, nó sẽ mờ dần cái đường này cho mình. Nhưng nếu mà cái đường râu nó quá sâu nữa, có nhiều người nó sâu hoắm ở bên trong thì không thể nào mà nó kéo lại giống như không như bây giờ được, nhưng nó sẽ giảm đi cho mình. Còn nó mắt mới bắt đầu hình thành á, các chị chịu khó nó có thể hết được ha, mình siêng chạy đó. Hay là ai mà bị đổ cái cơ mặt này đúng không, bây giờ da mình nó trùng xuống sờ và nó nhão 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 thì mình sẽ chạy đây. Rồi, bị nám thì mình sẽ siêng chạy ở hai bên chỗ nám này này. Nhưng nếu mà bị nám thì chạy cái gel trắng là nhiều rồi nhá. Đó, và chạy siêu là mấy lần vào. Đây, chưa? Này, bị nếp nhăn này, đúng không? Bị bọng mắt thì mình sẽ kéo lên đây. Kéo lên cái bọng mắt đây ha. Đó. Khuyết điểm ở đâu thì mình các chị sẽ tập trung vào chỗ đó nhiều hơn một chút nha. Còn em thì em sẽ phòng, em sẽ là phòng chống lão hóa cho cả cái da mặt. Cái chống bao giờ cũng dễ hơn hết các chị ha, chạy dễ hơn rất là nhiều và tiết kiệm chắc chắn luôn, sẽ tiết kiệm hơn là điều trị. Cho dù là các chị đầu tư bao nhiêu để các chị để giúp cho mình khỏe đúng không? Và giúp cho mình trẻ vẫn dễ hơn, vẫn nó vẫn dễ rẻ hơn đúng không? Chắc chắn là khi mà và ví dụ như chăm sóc sức khỏe được mình đầu tư có thể là nhiều đi, có khách của em lý nhiều khi là mua những cái sản phẩm nó cũng nhiều rồi, cứ sách về đọc cũng khi mấy chục triệu lận đấy các chị, nhưng sách thì đọc cả đời đúng không các chị ha, và nó vẫn sẽ rẻ hơn tiền thuốc các chị ạ, rẻ hơn tiền bác sĩ chữa cho mình. Khi mà mình không may bị bệnh rồi thì bác sĩ sẽ giúp mình, nhưng nếu như bây giờ các chị chưa bị bệnh mình hãy tự giúp mình để mà mình cũng được khỏe các chị ha. Đó, da của mình cũng thế đó, chăm sóc không bao giờ là sớm và cũng không bao giờ là trễ, mình hãy làm ngay từ bây giờ các chị nhé. Xong rồi các chị em chuẩn lý chuẩn bị xong rồi khoảng 1 2 phút nữa là xong rồi đó. Đó mà đặc biệt là nếu mà ai mà hay trang điểm nhá, chị yêu nào mà hay trang điểm á thì các chị chạy đúng, ví dụ như bây giờ tí nữa em thì muốn trang điểm mà bây giờ chạy cái này xong để khoảng chạy tối qua, hoặc là bây giờ chạy tí nữa trang điểm rất là đẹp, cái lớp trang điểm của mình nó rất là tự nhiên, nó rất là ăn phấn các chị ạ. Đó em thì vẫn hay trang điểm á, nghĩa là ví dụ như đi ra ngoài thì em nghĩ là con gái thì mình cũng cần chỉnh chu một chút đúng không ạ, để cho mà đó thì mình cũng hay trang điểm đánh màu mắt này kia. Nhưng khi mà đây là cái buổi tối về em đi làm tẩy trang rất là kỹ đó, đánh son môi này kia, buổi tối về là mình phải tẩy trang hết, tẩy tế bào đi rồi là làm đủ cái hết, phải cho nó sạch hoàn toàn đi, rồi một tuần xông mặt 2 lần đó, nó thào thải độc tố. Sắp xong rồi đó, còn khoảng 1 2 phút nữa, nên chắc 1 phút nữa là xong mà. Đó, cái chỗ mắt này 3 phút các chị ha. Gel xanh này mỗi một lần chạy 3 phút thì 2 lần là 6 phút. Gel trắng á, mỗi một lần chạy 2 phút là 2 lần là 4 phút. Và tổng cộng nếu như mà mỗi lần các chị chạy cái này không thì nó khoảng là 10 phút thôi. Rồi tính ra các chị rửa ráy này kia nữa thì rồi ví dụ bóp gel rồi rửa rồi này kia thì khoảng 15 phút thôi các chị ha. Nó chỉ có thế thôi. Còn em Lý thì nhiều khi em làm thì em cứ chia sẻ vừa làm vừa nói thì nó sẽ lâu, chứ thực ra nó nhanh lắm các chị. Nếu mà chị để ý tính cái thời gian máy nó chạy trên mặt nó có là cả cả mấy bước nãy giờ nó 10 phút thôi các chị nha, nó đã tính phút sẵn cho mình rồi đó. Cái này là mình trả góp thế các chị, trả góp cho thanh xuân của mình đấy, thay vì em Lý đợi đến cái lúc da em bị nhăn nheo chảy xệ mình cũng phải đầu tư mấy chục triệu cho đến hàng trăm triệu để mà mình đi làm những cái liệu trình trẻ hóa đúng không ạ, thì bây giờ em không đợi nữa, em làm ngay, em trả mỗi ngày một ít, mỗi tuần một ít, mỗi tháng một ít để cho da của mình nó hạn chế cái tình trạng lão hóa nhiều nhất có thể các chị ha, cố gắng lên. Còn về chống lão hóa thì không có cái sản phẩm nào tốt hơn những cái sản phẩm của Nu Skin đó, đảm bảo luôn. Bởi vì Nu Skin đó các chị, ngay từ đầu khi mà công ty từ 30 năm trước nó được hình thành các chị,
là công ty này có mặt trên hơn 30 năm và trên 54 quốc gia trên thế giới rồi, thì người ta đã chọn không có phải là chống, không có phải là những cái sản phẩm về chăm sóc da, không phải là dưỡng da bình thường, mà họ đánh thẳng vào chống lão hóa luôn. Và bởi vì họ biết xu thế của thế giới là con người sẽ càng ngày làm sao mà mong mình khỏe hơn đúng không? Mong mình trẻ hơn, và họ đã đi trước mình cả 30 năm rồi. Họ đã nghiên cứu chống lão hóa, đưa ra những cái sản phẩm càng dùng càng trẻ từ 30 năm trước rồi các chị ạ. Và họ đăng ký độc quyền luôn những cái sản phẩm, những cái công nghệ của họ. Nên để mà về chống lão hóa thì không có một cái ai em đảm bảo, không có phải là em Lý dùng. Thấy tốt mình chia sẻ mà mình nói nó một cách quá đáng, nhưng thật sự là như thế. Các chị hãy tìm hiểu đi các chị ha. Về chống lão hóa các chị, về dưỡng da thì nhiều lắm đúng không? Dưỡng da cho da các chị trắng, da các chị căng bóng thì nhiều vô ngần đúng không? Hàn Quốc, Nhật Bản rất là nhiều những cái hãng đó rồi. Nhưng để mà về, nếu mà ai quan tâm về giống như em đấy làm lĩnh vực làm trẻ hóa da đúng không? Thì chỉ có những cái sản phẩm của Mỹ là nó sẽ đánh mạnh vào trong những cái mà trẻ hóa da, nó đi trước mình mà các chị đó. Ok, cái gel xanh này khi mà chạy xong á các chị, mình có thể để thêm là 5-10 phút giống như là một loại mặt nạ vậy các chị ha. Còn không thì mình rửa luôn cũng được đó. Nhưng nhớ là không để lâu hơn các chị ha. Đó, nó là một cái gel để mà mình chạy cho da của mình thì mình không có để lâu hơn được. Nó không phải, mình có thể để giống như là một loại mặt nạ để thêm 5-10 phút rồi mình rửa đi cũng được. Còn không thì như em thì em rửa đi để em bôi kem chống nắng luôn. Em đợi khoảng cả 3 phút sau cho da nó mướt mướt lại, rồi 5 phút sau để em bôi kem chống nắng. Đi đâu thì mình make up lên cũng được. Hello, xin chào chị Quỳnh Trang nhé. Ôi nhiều chị đang xem quá, nhiều chị cứ nhìn em Lý nãy giờ quá. Có vẻ như là đang muốn mọc một cục mụn ở đây này. Đếm ngày đếm từng cục mụn một. Da của em Lý thì vẫn có lâu lâu mọc mụn nữa các chị, cứ khoảng là một tháng mọc có vài cục vậy đó. Nó cứ đều đặn từ ngày xưa đến bây giờ rồi, mà bây giờ chăm sóc để ý thì đợt này hình như nó cũng đỡ đi một chút. Đó, ok, xong rồi, em Lý xong rồi các chị nhá. Đấy, đấy ai rảnh rồi, ai mà chưa xem được đấy thì xem lại từ đầu các chị ha. Chạy cái cổ, ồ quên mất hôm nay chưa chạy cái cổ rồi, tí phải chạy cái cổ. Nhớ chăm sóc da mặt và chăm sóc cả da cổ các chị nhé, nó phải tương đồng với nhau các chị ạ, chứ sao không thể làm mặt đẹp mà cổ xấu được, nó vẫn tố cáo cái tuổi tác của mình các chị ha. Ok, em biết em Lý làm đẹp xong rồi nhé, em Lý đã làm xong cái quy trình trẻ hóa của em để mà giúp cho mình cứ trẻ ra từ 3 đến 5 tuổi đều đặn như thế thôi các chị nhá. Quan trọng là sự đều đặn các chị ạ. Đó, làm thì em nghĩ là nó sẽ không khó, nhưng để mà duy trì được, để mà mình hiểu và mình duy trì, mình làm đều đặn được thì đó là mới là cái quan trọng nhé. Rồi, cảm ơn các chị đã cùng làm đẹp với em đấy nha. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các chị yêu.